Nam em đang vỏn vẹn một câu nói lên tâm trạng hiện tại sau loạt thị phi của chồng sắp cưới. Nam em dành thời gian để nghỉ ngơi sau loạt ồn ào không đáng có liên quan đến quá khứ của bạn trai. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, nam em và bạn trai nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh đó, việc cặp đôi liên tục có những động thái lạ trên mạng xã hội sau đó cũng nhận được sự quan tâm không kém. Nam em cập nhật hình ảnh mới nhất sau sóng gió. Mới đây nhất, sau loạt động thái lạ, nam em đã đăng đàn cập nhật tình hình hiện tại. Theo đó, người đẹp gốc Tiền Giang đăng ảnh ngồi tĩnh tâm, kèm theo đó là dòng trạng thái: "Hãy cứu lấy nước mắt của bạn." Nam em cập nhật hình ảnh mới nhất sau loạt ồn ào. Thông qua hình ảnh cũng như dòng trạng thái mới nhất của nam em, có thể thấy người đẹp đang dành thời gian để nghỉ ngơi sau những thị phi. Bên cạnh đó, chia sẻ cứu lấy nước mắt của nam em cũng khiến nhiều người đặt nghi vấn. Cô nàng đã khóc nhiều trước làn sóng phản ứng từ netizen. Hiện sau những ồn ào liên quan đến quá khứ, bạn trai nam em đã khóa trang cá nhân. Cô nàng vướng nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến quá khứ của chồng sắp cưới. Nam em rục rịch chuẩn bị cưới, lên tiếng về quá khứ của bạn trai. Sau hơn nửa năm, nam em và bạn trai đã công khai chuyện tình cảm với khán giả. Trong buổi phỏng vấn với Sao Star, cả hai còn chia sẻ đã lên kế hoạch chuyện cưới xin. Cụ thể, nam em và nữ kia sẽ tổ chức tiệc cưới vào giữa tháng 1-2024. Lễ đính hôn sẽ được diễn ra vào tháng 4-2024. Cả hai trong buổi phỏng vấn độc quyền với Sao Star. Về quá khứ của bạn trai, nam em chia sẻ như sau: "Lúc đầu tôi thích hào quang của bạn trai, nhưng nếu không có quá khứ, tôi sẽ không thích, không yêu và không xác định đi đến hôn nhân. Với tôi, ai mà nói câu làm vợ anh đi là tôi xách dép bỏ chạy liền. Tôi nghe câu đó tôi sợ lắm. Riêng anh Cường thì lại làm cho tôi niềm tin sống chết có nhau." Nam em nói cô hiểu và đồng cảm với quá khứ của bạn trai. "Với tôi, một người đàn ông trải qua quá khứ không đẹp hay không sống trong nhung lụa thì họ sẽ biết cách trân trọng người phụ nữ hiện tại hơn. Tôi cũng là một người trải qua những hoàn cảnh tương tự và chúng tôi hiểu, đồng cảm được nỗi đau của nhau." Nam em nói thêm.